Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Ở cái tuổi 16 nhưng mà chàng thanh niên này đã có tiền án về trộm cắp. Sau 5 lần 7 lượt thực hiện chót lọt, hắn đã lấn sâu hơn. Lần này, hắn còn mạnh bạo đến mức xuống tay đánh chết người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình. Thậm chí gã trai tơ 16 tuổi man rợ đến mức lôi đi thể nạn nhân xấu số ra hiếp dâm giữa nghĩa địa hoang vắng. Diễn biến vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lò Văn Phòng, sinh năm 1992, trú tại Bản Môn, xã Kiểng Khâu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nói đến đây là đủ khiến người dự tòa phải rợn cả gáy với hành vi man rợ của kẻ phạm tội. Phóng được sinh ra trên một bản vùng cao tại tỉnh Sơn La. Nhưng với bản tính lười biếng, chơi bời từ nhỏ, nên chỉ học đến lưng chừng lớp 10 là bỏ học, rồi sau đó theo đám bạn xấu lêu lổng, trộm cắp khắp nơi. Cứ mãi sa ngã vào con đường tội lỗi, thì hồi vừa tròn 15 tuổi, Phóng đã bị bắt vì tội trộm cắp tài sản, nhưng sau đó được tại ngoại. Về nhà được vài ngày, tưởng rằng Phóng đã sợ và tìm việc làm đàng hoàng để phụ giúp cho bố mẹ. Nhưng mà không, có lẽ dù bị bắt, nhưng mà Phóng không hề sợ. Hắn chán ghét cuộc sống phải làm nông vất vả, nên đã mau chóng nghĩ cách bỏ xuống Hà Nội đi lang thang. Tại đây, Phóng gặp Hiệp, cùng cảnh lang thang giống mình. Hai kẻ này kết thân như người bạn tri kỷ và cùng chí hướng, rồi rủ nhau nam tiến kiếm tiền sống. Chúng đến thuê trọ tại thị xã Thủ Dầu Một, nay là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhưng vì bản tính lười làm, ham chơi nên cả hai không tìm được việc. Từ đó chúng thay nhau đi trộm cắp, kiếm tiền sống qua ngày. Do các vụ ăn cắp nhỏ lẻ và mau chóng tẩu thoát nên chúng vẫn tự đắc vì không bị công an phát hiện. Nhưng số tiền trộm cắp được chỉ đủ tiêu xài trong vài ngày. Đúng là ngủ ngày quen mắt, ăn cắp quen tay. Cứ hễ hết tiền là chúng lại chỉ biết đến trộm và cướp mà thôi. Cả hai xuống khu vực ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, nay thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để tìm con mồi. Đi cả ngày vẫn chưa thấy đối tượng nào dễ nuốt. Nhưng vào cuối ngày thì chúng mới tìm được một căn nhà trong lô cao su có nhiều tài sản quý giá. Con mồi hết sức béo bở, lòng tham trỗi dậy, chúng mai phục đợi thời cơ để lẻn vào ăn cắp. Cứ lần theo mai phục thì vào khoảng 0 giờ ngày 15 tháng 12, hai đối tượng phát hiện Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1976, ngụ ở Tân Uyên, Bình Dương, đi cạo mủ ở nông trường Hưng Hòa, ấp 3, xã Tân Bình, thấy con mồi đi một mình. Ngay lập tức, cả hai chạy sát nạn nhân vừa hỏi đường. Nhân lúc nạn nhân không để ý, ngay sau đó, chúng liền đạp đổ xe đạp, khống chế, trộm cướp tài sản. Lúc này, bà Hoa quá là hoảng sợ nên đã la hét kêu cứu. Nhưng mà trong khung cảnh thời gian ấy thì không ai hay biết được. Thấy Hoa la hét ồn ào quá, Phóng dùng tay đánh nạn nhân bất tỉnh. Cả hai sau đó kéo bà Hoa vào sâu trong lô cao su. Hiệp bảo Phóng đi giấu xe đạp của bà Hoa đi. Khi ra, Phóng liền thấy Hiệp đang kéo quần để thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Phóng cũng nổi lên cơn dục vọng, nhưng mà sợ có người nhìn thấy, cả hai tiếp tục lôi bà Hoa vào sâu bên trong khu nghĩa địa cạnh đó. Tại đây, Hiệp giao cấu với bà Hoa nhưng mà không nhường cho Phóng. Lúc này, Phóng chỉ được sờ soạng những khu vực nhạy cảm trên cơ thể nạn nhân. Đang thực hiện hành vi đồi bại thì bà Hoa tỉnh dậy và la hét kêu cứu trong tuyệt vọng. Quá hốt hoảng, Phóng dùng khúc gỗ dài ngay bên cạnh đập mạnh vào người khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi thấy bà Hoa không có phản ứng gì, Phóng lúc này bắt đầu hành vi hiếp dâm nạn nhân ngay giữa nghĩa địa. Đáng kinh hãi hơn, gã trai vừa tròn 16 tuổi bệnh hoạn này còn dùng cành cây dài chọc sâu vào bên trong vùng nhạy cảm của bà Hoa. Hắn ra sức hành hạ thi thể của nạn nhân đã tắt thở. Thỏa mãn dục vọng xong, cả hai lấy hết tài sản trên người bà Hoa. Điều khiến tất cả những người dự phiên tòa hôm đó khiếp đảm hơn chính là hành động phá hỏng đôi mắt của người đã khuất. Sau khi thỏa mãn hành động thú tính của mình, Phóng tháo đôi bông tai và bộ vòng bằng vàng 18K của bà Hoa. Chưa dừng lại ở đó, tên sát nhân Phóng còn có một hành động tàn ác, vô nhân tính khi cho rằng đôi mắt của bà Hoa sẽ lưu lại những hình ảnh của mình và Hiệp nên tiếp tục phá hỏng đôi mắt của nạn nhân. Còn tên Hiệp dùng bia mộ bằng xi măng gần đó đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau đó cả hai khiêng xác của bà Hoa ném xuống một ngôi mộ đã được bốc cốt để phi tang. Gây án xong, hai tên sát nhân máu lạnh dung rời khỏi hiện trường. Hiệp đem bộ vòng của nạn nhân đi bán được 600.000 đồng, rồi cả hai quay trở ra Hà Nội bằng xe máy. Khi đi qua thành phố Vinh, Nghệ An,
cả hai tiếp tục bán đôi bông tai với số tiền là 1.700.000 đồng. Tại đây, cả hai chia tay nhau và từ đó không hề liên lạc gì với nhau nữa. Hiệp đi đâu chẳng rõ, nhưng mà Phóng trở về Sơn La, sống rửng rưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng như câu, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Về Sơn La, Phóng tiếp tục hành nghề trộm cướp, kiếm tiền tiêu xài. 3 năm sau, vào một ngày cuối tháng 11, tên sát nhân Lò Văn Phóng xuống thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với mục đích cướp tài sản. Trên đường đi, Phóng ghé chợ mua một con dao rồi vận vào lưng quần. Tại một quán phở ở thị trấn, Phóng gặp ông Giàng A Po, 52 tuổi, người của địa phương, đi chiếc xe máy. Hắn ta tìm cách làm quen với ông Po và biết rằng người đàn ông này ở xã Triềng Sung, nên Phóng nói dối với ông Po là mình ở cùng xã đó. Lúc này trong đầu tên sát nhân máu lạnh này, nảy sinh ý định cướp xe máy của ông Po. Phóng dựng lên kịch bản bị mất xe không dám về nhà vì sợ bố mẹ đánh. Với bản tính thương người, khi mà nghe Phóng kể vậy nên là ông Po đã đưa Phóng về nhà và hứa sẽ qua nhà nói đỡ với cha mẹ của Phóng. Khi được ông Po trở về nhà, Phóng dụ nạn nhân đi vào khu vực dãy vắng người qua lại. Quan sát một lúc không thấy ai, Phóng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến cho ông Po gục ngay tại chỗ. Hung thủ vội lục túi nạn nhân lấy tiền mặt, giấy tờ xe và chìa khóa, rồi sau đó chạy xe máy về thành phố Sơn La, bán chiếc xe máy của ông Po với giá 8 triệu đồng. Sau khi phát hiện ra vụ việc, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành vào cuộc điều tra. Ngày 30 tháng 11, Phóng bị bắt khẩn cấp. Với những tội ác tày trời, giết người không gây tay, tên sát nhân Lò Văn Phóng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án tử hình với 4 tội danh: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian bị tạm giam chờ ngày đền tội tại phòng biệt giam Công an tỉnh Sơn La, có lẽ do bị ám ảnh bởi những tội ác man rợ của mình. Vào 2 năm sau đó, ngày 3 tháng 12, Lò Văn Phóng đã viết đơn khai nhận mình chính là hung thủ đã gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị Hoa tại tỉnh Bình Dương cách đây 5 năm về trước. Qua khai báo của tử tù Lò Văn Phóng, Công an Bình Dương đã tiến hành di lý hung thủ vào để dựng lại hiện trường vụ án mà suốt 5 năm qua, cơ quan điều tra phải vất vả truy tìm hung thủ nhưng mà chưa có kết quả. Sau đó thì Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người. Đến tham dự phiên tòa, phía gia đình nạn nhân cũng không muốn nhắc lại vụ án mạng đau lòng của con gái mình vì sự việc đã xảy ra quá là lâu rồi. Tòa án Nhân dân đề nghị bị cáo Phóng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 90 triệu đồng tiền phí mai táng, đồng thời phải trả lại số tiền 5 triệu đồng quy đổi ra số trang sức của nạn nhân bị cướp, tiền trang sức mà các đối tượng đã cướp của nạn nhân. Được nói lời sau cùng, Lò Văn Phóng cúi gằm mặt xuống, lý nhí nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân về tội ác mà hắn đã gây ra cho gia đình họ. Đồng thời, Phóng cũng xin được thi hành án sớm để thoát khỏi cảnh lương tâm dằn vặt. Sau giờ nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy Lò Văn Phóng gây án khi bị cáo mới 16 tuổi, nhưng mà hành vi mà bị cáo thực hiện là vô cùng tàn ác, không còn tình người. Vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lò Văn Phóng 18 năm tù về 3 tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Tổng hợp với các bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La, buộc bị cáo Phóng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Ở cái tuổi 16, Lò Văn Phóng đã gây ra những tội ác kinh hoàng, để đến ngày hôm nay, khi nhắc lại, ai ai cũng phải rùng mình khiếp đảm. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!